Discover with me xin chào tất cả các bạn. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-30 SMEK chiến đấu trong trận chiến ở Ukraine. Theo truyền hình quốc phòng của Nga, thì BM-30 SMEK là pháo phản lực uy lực nhất của Nga. Loại vũ khí này giống như vũ khí bắn tỉa của lực lượng pháo binh Nga, do khả năng tấn công mục tiêu cực kỳ chính xác ở tầm xa. Pháo phản lực đa nòng BM-30 SMEK cũng là một trong những loại vũ khí tối tân nhất được quân đội Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine. Vậy thực sự thì tổ hợp này mạnh và nguy hiểm đến mức nào? Mời các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Không chỉ trên truyền thông Nga, mà ngay cả truyền thông của Mỹ cũng đánh giá khá cao hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-30 SMEK của Nga. Theo tạp chí National Interest của Mỹ, quân đội Nga đang sở hữu 5 loại khí tài khiến cho nhiều nước phải e ngại trên chiến trường. 5 loại đó gồm có xe tăng T-14, T-90, xe chiến đấu bộ binh Kurganet, pháo tự hành 2S-35, Qualysia và hệ thống phản lực hạng nặng BM-30 SMEK. Trong đó, BM-30 SMEK cuồng phong được coi là khí tài có tầm bắn và sức công phá nguy hiểm nhất. Một xe phóng của tổ hợp pháo phản lực SMEK có thể hủy diệt mọi sinh vật sống trên diện tích 67 hecta từ khoảng cách 90 km. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 SMEK, tức là lốc xoáy, được phát triển vào đầu thập niên 1980, đi vào biên chế Hồng quân Liên Xô từ năm 1987. Khi đó, nó là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất trên thế giới. Ngoài 106 tổ hợp đang biên chế trong lực lượng pháo binh tên lửa của Nga, BM-30 cũng hiện diện trong quân đội của 15 quốc gia khác. SMEK từng tham chiến tại Chechnya, Ukraine và gần đây nhất là Syria. Tổ hợp SMEK hoàn chỉnh nhất được Bộ Quốc phòng Nga định danh là 9K58. Xe phóng đạn có định danh là 9A52. Mỗi xe phóng đạn được trang bị 12 ống phóng cỡ nòng 300mm. Loại đạn 9M55 tiêu chuẩn của SMEK dài 7,6m và nặng 800kg. Tầm bắn của hệ thống đạt 20-70km. Phiên bản đạn 9M528 có tầm bắn tới 90km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới quân sự Nga đã chế tạo ít nhất 7 loại đầu đạn nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ từ săn phẳng các công sự, trại lính của đối phương, cho đến đốt cháy toàn bộ oxy để tiêu diệt những binh sĩ đối phương đang ẩn nấp trong các công trình này. Các quả đạn đều có hệ thống hiệu chỉnh đường bay và tầm bắn để tăng độ chính xác. BM-30 có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm nổ mảnh, HEF, nhiệt áp, FAE, đạn cháy, đạn chùm, có khả năng chống bộ binh hoặc chống tăng, cũng như đạn chống tăng tự dẫn. SMEK có khả năng phóng từng quả đạn riêng rẽ, hoặc phóng theo loạt 3, 6 và 12 đạn. Tổ hợp này đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm quân tập trung, xe thiết giáp, khẩu đội pháo binh, sân bay và mục tiêu tản mát của đối phương. Một loạt phóng 12 đạn của BM-30 có thể bao phủ diện tích tới 67 hecta. Đôi khi SMEK còn được gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, với việc đầu đạn chống bộ binh đủ sức tiêu diệt mọi sinh vật trong khu vực sát thương. Xe phóng 9A52 có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa chỉ trong vòng 3 phút. Người điều khiển có thể ra lệnh phóng đạn từ trong xe hoặc từ xa. Một loạt phóng toàn bộ 12 đạn chỉ kéo dài trong 38 giây. Bệ phóng được đặt trên khung gầm hạng nặng MAZ-543. Xe có tốc độ tối đa là 60-65 km/h, có thể chạy liên tục 850 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Việc nạp đạn được tiến hành bởi xe nạp 9T-2342. Loại xe này sử dụng chung khung gầm MAZ-543, được trang bị cần cẩu và 12 quả đạn dự trữ. Quá trình nạp đạn kéo dài đến 36 phút. Mỗi tổ hợp BM-30 thường bao gồm 6 xe phóng 9A52 và 6 xe nạp 9T-2342. Sau khi khai hỏa, các xe phóng sẽ rơi trận địa và nạp đạn ở các khu vực riêng để tránh đối phương phản pháo. Hệ thống điều khiển hỏa lực Vivari có thể hoạt động tự động hoặc do con người vận hành. Hệ thống này được đặt trên một xe riêng, có khả năng chỉ huy 6 bệ phóng khác nhau. Nó có nhiệm vụ tính toán đường đạn và dữ liệu mục tiêu cho từng bệ phóng. Ngoài chức năng chống tăng tầm xa,
BM-30 là vũ khí tác chiến chủ lực cấp chiến dịch của lục quân. Với các loại đạn chùm chống bộ binh, đạn pháo mảnh, xuyên giáp, nó có khả năng tấn công cả tiền tuyến và hậu phương của quân địch, phát huy được tối đa khả năng chế áp hỏa lực, tấn công sân bay, sở chỉ huy, cầu cống, đường xá. Khi triển khai tác chiến, trong vòng 20 phút, một hệ thống BM-30 9K58 SMAC sử dụng đạn 9M542 có thể phóng tối đa 300 quả đạn mẹ, tạo ra 150.000 quả đạn con vào các mục tiêu trong phạm vi 5 km², đảm bảo hủy diệt mọi thứ. Hệ thống cũng phát huy được tác dụng rất tốt trong các loại hình tác chiến chống đổ bộ đường biển, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp, bị động, không có lực lượng chống đổ bộ tại hiện trường. Các hệ thống BM-30 với khả năng phóng loạt tốc độ cao có thể được huy động tấn công đội hình đổ bộ từ khoảng cách vài chục đến vài trăm km. Một vài hệ thống pháo phản lực SMAC còn có khả năng dập nát hoàn toàn một cuộc đổ bộ của địch trên một bình diện rộng. Nó có khả năng hủy diệt toàn bộ lực lượng hải quân đánh bộ, xe tăng, thiết giáp lưỡng thê của địch đang hành tiến từ tàu đổ bộ vào bờ hoặc đã lên đến mép nước. Thậm chí, còn có thể trực tiếp tấn công vào các tàu đổ bộ của đối phương. BM-30 SMAC từng được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Syria, khi loại khí tài này được dùng để tiêu diệt các tay súng IS trốn trong các công sự ở vùng ngoại ô Soba của thủ đô Damas, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của quân đội chính phủ Syria trước tổ chức khủng bố IS. Trong số những loại vũ khí được Nga cung cấp cho Syria, thì pháo phản lực phóng loạt BM-30 SMAC đứng hàng đầu. Sức công phá của loại vũ khí này thậm chí chỉ xếp sau bom hạt nhân. Tuy Nga không công khai, nhưng những hình ảnh về pháo phản lực phóng loạt BM-30 đã xuất hiện trong biên chế của quân đội Syria ngay từ năm 2016. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, nếu pháo phản lực BM-30 có thể kết hợp với các phương tiện trinh sát hiện đại như các đài trinh sát và chỉ thị mục tiêu dẫn bắn qua hồng ngoại, laser, quang điện tử, âm thanh, các máy bay UAV trinh sát không người lái, sẽ có khả năng tập trung hỏa lực, thừa sức chặn đứng một cuộc tấn công của các sư đoàn bộ binh cơ giới hạng nặng và tăng thiết giáp bằng các đợt hỏa lực ở cự ly rất xa. Với uy lực của mình, hiện nay, pháo phản lực BM-30 đang có trong biên chế của các quốc gia như Algeria, Ấn Độ, Belarus, Kuwait, UAE, Trung Quốc. Trung Quốc còn chế tạo thêm phiên bản nhái là PHL-03R2, Venezuela. Năm 2007, Nga đã giới thiệu phiên bản 9A524 Tornado dựa trên thiết kế của BM-30. Nó đóng vai trò bệ phóng pháo phản lực hạng nhẹ và đa năng hơn SMAC. Với hỏa lực giảm xuống chỉ còn 6 ống phóng, Tornado cũng được trang bị hệ thống định vị và điều khiển hỏa lực hiện đại hơn BM-30. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về hệ thống pháo phản lực BM-30 SMAC của Nga. Với hệ thống này, Nga đã có thêm một lợi thế trên chiến trường với Ukraine, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh, các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.